Nguyễn Phan Chánh, hiệu là Hồng Nam, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1892 tại làng Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Mất ngày 22 tháng 11 năm 1984 tại Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, lúc 14 tuổi, Nguyễn Phan Chánh đã phải đến các chợ bán tranh và viết chữ nho để giúp đỡ gia đình. Nguyễn Phan Chánh tự học tiếng Pháp và đỗ đầu sơ học yếu lược, được bổ nhiệm làm trợ giáo ở phủ Thạch Hà, Hà Tĩnh. Sau đó, ông vào học ở trường Quốc học Huế, rồi sang làm trợ giáo ở trường Đông Ba. Năm 1925, trường Mỹ thuật Đông Dương tuyển khóa đầu tiên, Nguyễn Phan Chánh là người duy nhất ở miền Trung trúng tuyển. Tốt nghiệp khóa học ở trường Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1930, ông đã có những tác phẩm Chơi ô ăn quan, Lên đồng, Rửa rau cầu ao nổi tiếng ở hội chợ triển lãm tại Paris. Tiếp đó, tranh của ông được trưng bày tại Ý, Bỉ, Mỹ, Nhật. Vào năm 1937 và năm 1939, Nguyễn Phan Chánh tổ chức triển lãm tranh riêng ở Hà Nội. Tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh thắm đượm tình yêu thương con người lao động, đặc biệt là hình tượng người phụ nữ và tình mẹ con được thể hiện nhiều trong tác phẩm của ông. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Nguyễn Phan Chánh tham gia kháng chiến ở Hà Tĩnh và tích cực vẽ tranh tuyên truyền cổ động các phong trào yêu nước. Năm 1955, hòa bình vừa lập lại, ông ra Hà Nội tham gia giảng dạy ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội và tham gia Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cũng từ đây, ông tiếp tục chuyên tâm vẽ tranh lụa và đi sâu vào đời sống nông thôn. Các tác phẩm Chống hạn, Cấy tập đoàn, Bữa cơm vụ mùa thắng lợi lần lượt ra đời. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Nguyễn Phan Chánh đã ở vào tuổi 80, nhưng ông vẫn sáng tác nhiều tác phẩm như Sau giờ trực chiến, Bát nước giải lao, Chống hạn gặp mưa. Những năm sau đó, ông dành nhiều công sức cho đề tài truyền thuyết dân gian. Thành công của Nguyễn Phan Chánh là do ông biết kết hợp lối vẽ truyền thống dân tộc với kiến thức khoa học cơ bản của hội họa châu Âu. Ông luôn độc lập trong suy nghĩ và có lối biểu hiện riêng, tạo nên những bức tranh lụa đầy ấn tượng. Trong tranh của Nguyễn Phan Chánh thường hay có những dòng thư pháp. Đó là do từ nhỏ ông đã được học chữ nho và nghệ thuật thư pháp. Ông có một thói quen đặc biệt, rất độc đáo so với các họa sĩ khác. Ấy là mặc dù đã hoàn tất một bức tranh, ông vẫn chưa cảm thấy yên tâm nếu như không ký gửi kèm đó vài dòng thơ bằng chữ Hán, thổ lộ tâm tư. Các bài thơ có thể nói lên ý tưởng của bức họa, cũng có khi không liên quan gì đến nội dung tranh, chỉ là tâm sự độc lập của tác giả về một vấn đề mới nảy sinh. Có thể nói, thơ trên tranh là một nét riêng của tranh lụa Nguyễn Phan Chánh. Nét vẽ tài hoa của ông đã để lại cho hậu thế một dòng tranh lụa dạt dào, thấm đậm tính dân tộc. Những năm tháng học chữ Hán và chữ Quốc ngữ ở quê nhà đã giúp ông làm quen với tinh thần hội họa phương Đông qua thi pháp trực họa ước lệ trên chữ Hán. Thời gian ở Huế đối với ông là cả một môi trường rộng lớn để tiếp cận với nghệ thuật. Từ kiến trúc Lăng Tẩm, Kinh Đô, đến tranh vẽ tường, tranh khắc phong cảnh trên khắp cõi Nam, trong đó có núi Hồng, sông Lam của quê hương ông. Thường ông phải mất hàng tháng trời mới hoàn thành một tác phẩm tranh lụa. Ông là người họa sĩ không chỉ có tài năng mà còn rất kiên trì, bền bỉ. Nguyễn Phan Chánh từng nói, màu sắc tươi tắn mấy rồi cũng phai, nét vẽ dù đẹp đến mấy cũng không thể giữ mãi. Bản thân người nghệ sĩ rồi cũng mất. Cái còn lại mãi với thời gian là tình người. Các bức họa nổi tiếng của Nguyễn Phan Chánh thường gắn liền với hình ảnh người dân lao động hoặc các thiếu nữ trẻ. Số lượng tranh về thiếu nữ nông thôn cũng chiếm chủ đạo trong các tác phẩm của ông. Bức tranh lụa Cô Hàng Xén được họa sĩ Nguyễn Phan Chánh vẽ từ những ký ức về người vợ của mình. Hiện tranh lụa và nhiều tác phẩm khác của Nguyễn Phan Chánh là những tác phẩm quý giá của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và của nhiều bảo tàng và sưu tập tư nhân trong nước và quốc tế. Tranh của Nguyễn Phan Chánh đại diện cho dòng lụa dân tộc trong suốt gần nửa thế kỷ. Nhiều triển lãm được khai trương là bài học bổ ích cho hội họa Việt Nam, là tiếng nói cho nghệ thuật Việt Nam với thế giới. Tranh lụa hiện đại Việt Nam nửa thế kỷ, lịch sử mỹ thuật Việt Nam
ghi nhận sự đóng góp lớn lao của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Ông đã đặt nền móng cho chất liệu lụa Việt Nam với bút pháp nhất quán, độc lập suốt cuộc đời sáng tạo của mình. Tên tuổi của ông đi vào mỹ thuật Việt Nam và thế giới, giúp cho thế hệ trẻ sau này nhận ra chân dung của mình trong cái vô cùng của nghệ thuật. Suốt cuộc đời làm nghệ thuật, Nguyễn Phan Chánh đã để lại một sự nghiệp đồ sộ. Ông là người đang giữ kỷ lục về số tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ông được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng 3 và Huân chương Độc lập hạng nhất. Năm 1996, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1. Nguyễn Phan Chánh là một trong những họa sĩ yêu nước, yêu quê hương, luôn đấu tranh cho một nền nghệ thuật dân tộc. Sự nghiệp nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã đóng góp một vị trí xứng đáng vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam hiện đại.